được xem là một trong những diễn viên JV có ngoại hình quyến rũ nhất. Mino Suyuma là cái tên khá nổi tiếng trong ngành công nghiệp điện ảnh JV ở thời điểm hiện tại. Không chỉ tham gia đóng phim, cô nàng còn là một người mẫu ao tắm đắt sâu tại Nhật Bản. Luôn có mặt trong bảng xếp hạng 100 nữ diễn viên JV hot nhất những năm gần đây. Mino Suyuma sinh ngày 10 tháng 5 năm 1996. Trước khi lấn sân vào ngành công nghiệp JV, cô nàng là một người mẫu ao tắm khá nổi tiếng. Với niềm đam mê diễn xuất và mong muốn thể hiện bản thân nhiều hơn, đến năm 2019, Mino Suyuma bắt đầu cho ra mắt những tập phim đầu tay và nhận được sự ủng hộ đông đảo của những tín đồ thể loại JV. Sở hữu gương mặt trong sáng, thân hình cân đối với chiều cao 1m68 và số đo 3 vòng lần lượt là 93, 60 và 89. Cô nàng nhanh chóng trở thành cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Đặc biệt là những tập phim không che vô cùng nóng bỏng, khiến người xem không thể rời mắt. Mino Suyuma đang là một trong những nữ diễn viên JV được người xem kỳ vọng rất nhiều. Với những kỹ năng diễn xuất tuyệt vời và thân hình hết sức quyến rũ, nhiều chuyên gia thể loại JV dự đoán rằng Suyuma sẽ sớm gặt hái được những thành công vang dội trong ngành công nghiệp điện ảnh JV.